Xin chào mọi người đến với Mimin Tarot, mình đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn với một cái video bonus. Đấy chính là dự đoán từng tuần, sự kiện từng tuần tháng 9 của các bạn. Chúng ta sẽ có 8 sự lựa chọn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Để mình soi lịch một chút nhé. Tháng 9 đúng không mọi người? Tháng 9 sẽ có khoảng trọn vẹn 4 tuần nha. Các bạn chọn giúp mình 4 tuần. Chọn giúp mình 4 tuần là 4 tụ bài trong 8 tụ bài ở đây. Và các bạn comment xuống phía dưới, ví dụ như là tuần 1 tụ 2, tuần 2 tụ 3 gì đó. Như mọi lần mọi người vẫn hay làm đó. Thì cái này là để nhắc cho những bạn nào mà chưa có xem video của mình ấy, chưa hiểu về cách chọn tụ ấy, thì mình hướng dẫn thôi. Thì mình thấy được rằng là các bạn hãy giúp mình lựa chọn 4 tụ bài trong 8 tụ bài ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở đây. Sau đó comment xuống phía dưới đó, để các bạn biết được rằng là trong những cái tuần đấy ấy, thì cái sự kiện nào nó sẽ diễn ra với các bạn. Cũng đừng quên là hàng tuần hãy theo dõi cái dự đoán tuần của mình. Mình có đăng ở trên phần tab cộng đồng của YouTube cũng như là Facebook. Đó, rất là nhiều bạn kiểu như là phản hồi lại với mình rằng là cái đấy khá là đúng đối với các bạn ấy, khoảng 90%, có những bạn thì đúng ít hơn, có những bạn đúng nhiều hơn. Nhưng mà cái tuần vừa rồi mình có thử lựa chọn một tụ thì đến hiện tại là chủ nhật rồi, thì mình thấy rằng là nó đúng đến khoảng 93% gì đấy, khoảng tầm đấy. Ok rồi, ngay bây giờ chứng 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8 này. Ok, chúng ta sẽ đến với số 1 nhé. Đến ngay với số 1. Ok, ở đây á, thì cái tuần này ở trong cái tháng này thì mình có sử dụng thêm cái lá bài đến từ cái bộ bài Đức này này, Skipper á. Đó, thì bây giờ mình cũng sẽ đọc cho các bạn về những cái sự kiện sẽ diễn ra trong cái tuần này nha. Rồi, cái tuần của cái tụ bài số 1 này, cái đầu tiên ấy, nó nói về việc đấy chính là có thể các bạn sẽ ở trong một cái trạng thái mà suy nghĩ khá là nhiều, rối ren, rối rắm về những cái suy nghĩ của chính các bạn. Đó, và cái việc các bạn cần làm là làm sao để các bạn có thể dọn dẹp được những cái suy nghĩ đó, để có thể giống như là có một cái tầm nhìn rõ ràng hơn về mọi thứ. Cho nên là kiểu cái tuần đấy là một cái tuần không rõ ràng về mọi việc trong những suy nghĩ của các bạn. Cho nên nếu như được ý, thì bạn nên kiểu hoãn những cái quyết định quan trọng của mình ấy, từ từ đã. Qua cái tuần đấy đã rồi hẳn đưa ra những cái quyết định. Bởi vì những cái suy nghĩ của bạn ấy, nó có thể sẽ khiến bạn đưa ra những cái quyết định nó chưa có chính xác. Thứ hai, mình thấy rằng là bạn sẽ có cái tương tác với một cái người nữ tóc vàng. Có thể là người này nhuộm tóc, hoặc họ là người nước ngoài, hoặc là cái màu tóc của họ sẽ không phải là cái màu đen đâu nha. Đó, thì mình thấy rằng là cái người này sẽ có tương tác với một cái người này. Nhưng mà mình chưa rõ là cái người này sẽ có cái tác động đặc biệt gì đến với các bạn. Có thể có khả năng nối tiếp với cái lá cà rốt ở bên cạnh, thì khả năng cái người này sẽ có thể là một cái người đem đến cho bạn một cái vận may hoặc là một cái cơ hội nào đó. Thì trong tuần của tụ bài số 1 này, bạn cũng sẽ đón nhận một cái cơ hội, một cái vận may. Nhưng cái cơ hội, cái vận may này này, nó sẽ có tính mạo hiểm nhé. Tức là nó sẽ hơi mạo hiểm một chút. Và bởi vì là như mình vẫn đã khuyên các bạn rồi là những cái suy nghĩ của các bạn không rõ ràng, nên thành ra là bạn sẽ rất là khó để quyết định ở trong cái tuần của tụ bài số 1 này. Đó, nhưng mà ở đây có nói với bạn rằng là cái sự mạo hiểm này này, đôi khi nó sẽ đem đến cho bạn những cái thay đổi mà bạn không ngờ tới được. Bởi vì nếu như chúng ta làm những thứ giống như mọi ngày, chúng ta sẽ chỉ có những thứ giống mọi ngày thôi. Nhưng nếu như chúng ta thử làm khác biệt đi, thì có thể chúng ta sẽ có một cái gì đấy mới và khác đi thì sao. Và với cái lá bài này ở đây thì mình thấy rằng là có thể là trong cái tháng, trong cái tuần đó của các bạn, tuần của tụ bài số 1 ấy, mình thấy là có thể sẽ có một cái điều gì đấy đi đến hồi kết, đi đến kết thúc ở đây nha. Một giai đoạn, một cái gì đó có thể sẽ đi đến kết thúc ở đây. Ok, đấy là số 1 ạ. Đến với số 2 nha. Rồi, với số 2 của các bạn ấy, thì các bạn sẽ có những cái lá bài sau đây. Đầu tiên, trong tuần của tụ bài số 2 thì mình thấy rằng là các bạn sẽ cảm nhận được cái sự yêu thương, cái sự quan tâm sâu sắc đến từ những người xung quanh. Và nếu như những bạn nào mà có đôi có cặp ấy, thì có thể là các bạn sẽ cảm thấy được yêu thương từ cái người yêu của chính mình. Đó, từ người yêu của chính các bạn hoặc là từ những người xung quanh nha.
một cái sự quan tâm, chăm sóc, kết nối rất là sâu sắc. Thứ hai, mình thấy rằng là các bạn có thể là sẽ có một vài những cái vấn đề trong công việc mà các bạn sẽ phải giải quyết. Nhưng mà khi các bạn giải quyết được ấy, thì mọi thứ nó sẽ có cái sự tiến triển, phát triển hơn về phía trước, về cái mảng công việc nha. Số 3 ấy, thì mình thấy rằng là sẽ có một cái vấn đề nào đấy được đưa ra để giải quyết ở đây. Tức là cái vấn đề này nó là cái vấn đề có thể là các bạn trốn tránh chưa giải quyết, hoặc là chưa có cái câu trả lời ấy, thì buộc trong cái tuần của tụi bài số 2 này nó sẽ buộc phải đem ra để phân tích, để giải quyết ở đây. Tiếp theo nữa, đối với cái lá bài số 4 ở đây, nó nói về việc đấy chính là các bạn sẽ có một cái sự kiện nào đấy, sẽ có một cái sự kiện nào đấy mà cái sự kiện này nó sẽ rất là kịch tính đến với các bạn. Có thể là một cái dịp gì đó vui vẻ trong một cái dịp, một cái buổi, một cái bữa tiệc hoặc một cái gì đấy, một sự kiện nào đấy mà kiểu các bạn rất là ngóng chờ, rất là thú vị, rất là kịch tính. Đó, nó như là một cái, như một cái sự kiện mang tính kiểu bạn mong chờ nó ấy. Nó là một cái gì đấy rất là háo hức ấy. Đó, bạn cũng suy nghĩ về việc là có thể nó sẽ đem đến cho mình rất là nhiều những cái sự thú vị ở đây. Đó. Kịch tính thì nó cũng theo rất là nhiều dạng nha. Hồi hộp cũng có này, lo lắng cũng có này, vui vẻ cũng có này. Và cuối cùng các bạn có một cái lá bài này, nó nói về việc đấy chính là mình thấy có thể là các bạn sẽ ở trong trạng thái chờ đợi một điều gì đấy ở đây. Thì mình cảm thấy là cái sự chờ đợi này á, với một số bạn đấy chính là các bạn, nó là cái cảm giác của các bạn đang mong ngóng. Có thể là các mong ngóng chính cái sự kiện mà kịch tính ấy, nó sẽ đến. Hoặc là đang mong ngóng một cái điều gì đó nha, nhưng mà mình chưa thấy được cái kết quả từ cái sự mong ngóng này. Thì ok, đấy là số 2 đến với số 3. Ok. Với tụ bài số 3, các bạn sẽ có những cái lá bài sau. Lá bài đầu tiên, đợi mình một xíu đi. Đợi mình nha. Rồi. Ôi là trời. Với lá bài số 3, với cái tụ bài số 3 ở đây thì cái lá bài đầu tiên của các bạn là lá bài con cá ngựa. Đó, thì điều này cho thấy rằng là bạn sẽ có thể sẽ có một cái vấn đề nào đấy trong gia đình của các bạn. Sẽ có một cái vấn đề nào đấy diễn ra trong gia đình của các bạn, chưa biết được là tốt hay xấu hay là sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà các bạn nên chú ý nhiều hơn nhé đến gia đình của mình trong cái giai đoạn sắp tới đây. Tiếp theo nữa thì các bạn có một cái lá bài nó nói về việc đấy chính là có ai đó sẽ rời khỏi cuộc sống của các bạn, hoặc là một cái tình huống nào đấy nó sẽ phải đi đến hồi kết, nó đi đến kết thúc ở đây. Thì cái này ấy, thì chính mình cũng đã trải nghiệm cái lá bài này rồi. Đấy là khi mà một người họ hoàn toàn rời khỏi cuộc, không hẳn là hoàn toàn, ở đây là không bao giờ gặp lại nữa, mà là kiểu giống như là mình cắt đứt cái mối quan hệ đối với cái người đấy ấy. Đó, thì nó có đúng vào cái lá bài này luôn. Thì các bạn có thể cân nhắc nhé. Rồi, tiếp theo nữa thì ở tuần tụ bài số 3 này, nó có khuyên các bạn về một cái việc đấy chính là hãy suy nghĩ, hãy làm mọi thứ đơn giản thôi. Hãy quay về với những điều đơn giản thôi. Không cần phải phức tạp hóa, cầu kỳ hóa mọi thứ lên quá nhiều, hay là xét lét khắt khe quá làm gì. Cứ đơn giản nhất chúc mình nha. Tiếp theo nữa thì ở đây có nói về việc đấy chính là nếu như mà các bạn muốn có được cái sự thành công ấy, thì các bạn cần gia tăng thêm cho mình những cái sự nỗ lực, cố gắng nhiều hơn. Đó. Tiếp theo nữa thì các bạn có lá bài số 33 này. Lá bài nói về việc đấy chính là có thể các bạn sẽ có một vài cái nỗi lo âu nào đó ở trong cái tuần của tụ bài số 3 nhá. Có thể các bạn lo âu vì cái điều gì đấy nó chấm dứt, nó đi đến hồi kết, giống như lúc nãy mình đã nói đó. Ủa, gì trời. Ok. Chúng ta có cái tụ bài số 4 này. Tụ bài số 4 này thì các bạn có những lá bài sau. Lá bài đầu tiên ấy, thì trong tuần của tụ bài số 4 đầu tiên là các bạn có thể sẽ có những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Cái cảm xúc này là những cảm xúc yêu hoặc là ghét. Đó, tức là các bạn, nếu như mà các bạn đã ghét thì các bạn cực kỳ ghét ai đấy. Các bạn đã yêu hay là thương, hay là có những cái cảm xúc tích cực kiểu dạng như yêu mấy này gì đấy, thì các bạn lại cực kỳ yêu thương. Nên là những, mình chỉ thấy rằng là những cái cảm xúc này của bạn ấy, nó sẽ rất là mạnh mẽ thôi. Nó bùng lên như một cái ngọn lửa ấy.
Tiếp theo nữa thì mình thấy rằng là các bạn có một lá bài nó nói về việc đấy chính là bạn bạn đừng để cho những cái giống như là sao ta, bạn đừng để cho những cái thứ yếu tố gì đó như kiểu cám dỗ hay là gì đấy á, nó khiến bạn bị hạ thấp tiêu chuẩn. Mình lấy ví dụ đi, có thể là nói câu này mọi người chưa hiểu lắm, nhưng mà mình lấy ví dụ đi, ví dụ như các bạn có ý định là phải đủ 3 tiêu chí này thì các bạn mới đi hẹn hò với một người đó. Thế nhưng mà trong lúc này thì có thể là các bạn cảm thấy hơi cô đơn, nên là các bạn quyết định là hẹn hò với một người mà có thể chẳng có cái tiêu chí nào, thì các bạn không nên làm như thế nhá. Hãy cứ giữ 3 cái tiêu chí đấy, giữ cái tiêu chuẩn đấy của bạn, đừng để bị cám dỗ để đi lệch hướng nha. Tiếp theo nữa thì mình có một cái lá bài, đấy chính là các bạn sẽ có tương tác với một cái người đàn ông trẻ tuổi đó. Có thể chính cái người đàn ông trẻ tuổi này là cái cám dỗ của bạn, là cái khiến bạn có thể sẽ hạ thấp tiêu chuẩn hay là gì đấy đấy. Thế nhưng mà mình thấy là bạn sẽ có tương tác với cái một cái người đàn ông trẻ tuổi đấy nha. Tiếp theo nữa thì mình thấy là ở đây chúng ta còn nói về việc đấy chính là bạn sẽ đạt được cái sự thành công ấy khi mà bạn có một cái kế hoạch tốt và bạn chịu khó làm việc chăm chỉ nha. Đó. Và cuối cùng thì các bạn có lá merit ở đây. Thì mình thấy rằng là có thể cái lá bài này nó nói về bạn, có thể trong cái tuần đấy một số bạn kết hôn, hoặc cũng có một số bạn là các bạn sẽ đi tham dự một cái đám cưới nào đấy, hoặc là các bạn sẽ nhận được một cái lời mời đám cưới đến từ một cái nhân vật nào đó xung quanh các bạn, người thân, bạn bè nha. Rồi để xem đúng không ha. Đấy là số mấy nha, số 4 ạ, đến với số 5 này. Ồ, số 5, cái tuần tụ bài số 5 này nó hơi căng một chút xíu, nhưng mà cũng đừng quá là lo lắng ha. Cái điều đầu tiên đó chính là nó nói về việc chính là trong gia đình của bạn có thể sẽ có một cái vấn đề gì đấy mà sẽ khiến bạn hơi buồn một chút ha, sẽ hơi buồn, không biết là cụ thể chuyện gì. Cái thứ hai ở đây á, nó nói về việc đấy chính là các bạn cần phải, bạn nhận được những lời cảnh báo về những cái vấn đề liên quan đến công việc, cho nên tuần của cái tụ bài số 5 này bạn hãy cẩn thận hơn về mặt công việc, cũng như là chú ý hơn, chăm chỉ hơn, để ý hơn đến những vấn đề trong công việc nha. Thứ ba thì nó nói về việc đấy chính là cái trực giác của bạn ấy, nó sẽ rất chính xác vào cái tuần của tụ bài số 5 này. Vì thế mà hãy lắng nghe nó. Nếu như là bạn linh cảm thấy một cái vấn đề gì đấy sẽ xảy ra với mình trong công việc ấy, thì bạn nên lắng nghe nó, bạn nên tin tưởng vào nó. Đó, nó đang dẫn đường cho bạn đấy. Đó, để bạn có thể phòng hờ được những cái khó khăn cũng như là những cái rủi ro nào đấy nha, nhớ điều này nhá. Số tiếp theo thì nó nói về việc là một số bạn có thể là sẽ có một cái kỳ nghỉ, hoặc là một cái gì đấy để đi chơi á, kiểu như thế á. Có thể là kỳ nghỉ hay là một cái buổi đi chơi nào đó mà có thể về mặt vật lý hoặc là về mặt tinh thần. Vật lý ở đây có thể là các bạn đi đâu chơi đó thật, hoặc là về mặt tinh thần là các bạn nghỉ ở tại nhà thôi. Đó, các bạn không đi đâu cả, nhưng mà các bạn được có một cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi về mặt tinh thần. Và cuối cùng thì các bạn có một cái lá bài nói về sức khỏe không được tốt lắm, thì các bạn nên chú ý thứ nhất sức khỏe của bản thân của các bạn trong tuần này nhá, tuần của tụ bài số 5 nhá. Thứ hai là những người xung quanh các bạn nữa, đó, để ý hơn một chút, có thể là dễ ốm, cái tuần này dễ ốm chẳng hạn, bệnh chẳng hạn đó, nên là các bạn rất là cần đến sự nghỉ ngơi. Số tiếp theo là số 6 à, rồi số 6 á. Ok, số 6 ở đây á, thì đầu tiên là nói về việc đấy chính là sẽ có một cái điều gì đấy được sinh ra, có thể là một đứa trẻ, hoặc là một cái ý tưởng, hoặc là một cái gì đấy nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn nha. Thứ hai nó nói về việc là bạn sẽ phải đối diện với một cái người mà kiểu như họ rất là cứng đầu và họ sẽ không bao giờ chịu thay đổi đâu. Đó, cho nên là các bạn có tốn bao nhiêu nước bọt, bạn có nói bao nhiêu hay là bạn có làm bao nhiêu chăng nữa, thì có thể là những cái điều mà bạn nói nó cũng không nhập tâm vào họ đâu, bởi vì họ không có nghe đâu. Cái người này phải vấp ngã nhá, thì ít nhất là họ mới tỉnh táo. Nhưng mà có những cái trường hợp ấy là kể cả người này vấp ngã, họ vẫn không tỉnh ra. Ừ, hay lắm. Tiếp theo nữa thì nó nói về việc đấy chính là các bạn sẽ có những cái ý tưởng mới này, những cái nguồn năng lượng mới này. Nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Có thể các bạn sẽ khá là dồi dào những cái nguồn năng lượng tích cực trong cái tuần của cái tụ bài này. Tiếp theo nữa là nói về việc đấy chính là cái sự thành công của bạn ấy, nó sẽ được xây dựng trên một cái nền tảng rất là vững chắc. Đó, cho nên là mình thấy được rằng là bạn
đang làm đúng đường, đang đi đúng đường với cái sự vững chắc trong cuộc sống của bạn, trong công việc, trong sự thành công của bạn. Thì các bạn lại có một cái lá bài về cái sự thất vọng ở đây. Cái sự thất vọng ở đây thì cái lá bài này, mặc dù là những cái lá bài trà này, nó tương đối là tốt đó, nhưng mà mình cảm thấy là cái sự thất vọng này nó đến từ cái việc là bạn thất vọng về cái người con lừa này này, đến cái người mà khó thay đổi này này đó. Thì mình thấy là tốt nhất là không kỳ vọng gì ở họ hết. Bạn nên hiểu họ là người như thế nào, và khi bạn biết rồi, bạn hiểu rồi, không có dành, bạn không cần phải dành quá nhiều năng lượng cho họ nữa để làm gì nha. Số tiếp theo ạ là số số 7 ạ. Số 7 các bạn có những cái lá bài sau đây. Tuần của tụ bài số 7, thứ nhất ở đây có nói với bạn là trong tuần của tụ bài số 7 các bạn hãy tìm kiếm thêm những cái thông tin, bởi vì những cái thông tin này nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Nó giúp cho các bạn là dạng như ví dụ như bạn đang làm cái gì đấy thì bạn nên tìm kiếm thêm thông tin, nghe ngóng này nọ kia đấy. Khi các bạn nghe ngóng một thông tin và này nọ kia được rồi thì các bạn sẽ đem về để áp dụng vào những cái mà các bạn đang làm, thì nó sẽ giúp bạn rất là nhiều nha. Tiếp theo nữa thì mình thấy rằng là trong tuần của tụ bài số 7, thứ nhất có thể bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ của ai đó, hoặc là ai đó sẽ cần đến sự giúp đỡ của bạn. Thì cho dù là cái trường hợp nào đi chăng nữa ấy, nếu như mà bạn cần đến sự giúp đỡ của ai đó ấy, thì đấy cũng hãy cứ hỏi đến sự giúp đỡ của người ta đi, người này người kia đi đó, để giải quyết vấn đề của mình. Còn nếu như ai đấy mà cần đến sự giúp đỡ của bạn ấy, thì các bạn hãy cân nhắc, gọi là sắp xếp được cái công việc của mình mà mình giúp được ấy, thì bạn càng giúp được thì càng tốt. Tiếp theo nói về việc đấy chính là có một ai đấy ấy, họ rất là hâm mộ các bạn, tức là họ có một cái lòng gọi là ngưỡng mộ gì đấy rất là cao, rất là lớn đối với các bạn. Nhưng mà cái người này có vẻ là họ chỉ dám ngưỡng mộ và nhìn từ xa thôi, chứ cũng không dám đến gần này kia các thứ đâu. Tiếp theo nữa thì mình thấy rằng là bạn có vẻ là sẽ là một cái người mà đặt một cái mục tiêu cho bản thân của mình, không phải một đâu mà là có thể là nhiều. Nhưng mà bạn có một cái mục tiêu mà các bạn muốn hướng đến ở đây đó, và bạn sẽ rất là trung thành với cái mục tiêu đó. Và bạn nên và bạn cứ lên làm như vậy nha. Và cuối cùng thì mình thấy rằng là bạn sẽ có cái lá bài này, nó nói về việc là bạn sẽ có một cái cuộc gặp gỡ đặc biệt với một cái nhân vật nào đó. Đây khả năng sẽ là một cái cuộc gặp gỡ mà thú vị với một cái nhân duyên nào đó. Không quá rõ nhá, không quá rõ đây là ai đâu. Đó, không quá rõ diễn tiến như nào đâu. Mình không khẳng định là gặp nhau xong thì nó thế này, nó thế kia, cái đấy thế, nó thế, nó như thế nào. Tại vì bản thân mình cũng là người đã trải nghiệm cái lá bài này, và rất là nhiều bạn của mình cũng đã trải nghiệm cái lá bài này rồi. Đấy chính là lúc thì các bạn ấy gặp được cái người mà các bạn ấy thích, lúc thì có người thì lại gặp được miếu cũ gặp lại miếu cũ sau rất là lâu rồi chưa gặp, kiểu thế. Ví dụ vậy. Tiếp theo nha, đến với số số 8 ạ. Dài ha, sau này clip mình nói nhiều ấy nhỉ. Rồi, số 8 các bạn có cái gì? Đầu tiên, mình thấy rằng là trong tuần tuổi số 8 các bạn sẽ là một cái khoảng thời gian mà các bạn khá là vô định, cái dạng như là không có cái kế hoạch gì ấy. Thì ở đây có khuyên các bạn là bạn cần có một cái kế hoạch để các bạn có thể gọi là điều khiển được mọi thứ, để các bạn có thể giống như là chủ động hơn trong mọi thứ. Cho nên là nên thêm hay là nên thực hiện theo một cái kế hoạch nào đó nha. Đó, số 2 thì mình thấy rằng là nó nói về việc là đây là cái thời điểm thích hợp để bạn rời khỏi một cái tình huống nào đó. Và cái tình huống này có thể là một cái tình huống mà nó đã không còn phù hợp với các bạn nữa rồi. Bạn cần phải thời điểm đi thôi đấy. Giống như là cái thùng nước này, nó đã bị đổ ra rồi. Tức là nó cái những cái giọt nước trong cái thùng nước đó đã đổ đi. Nó không bao giờ nó có thể quay trở lại được, chỉ có đổ một cái khác vào cái thùng đấy thôi. Đó, nhưng mà còn đâu cái nước cũ không quay trở lại được. Thì điều này cho thấy rằng bạn cần phải đi thôi, get out rồi. Tiếp theo nữa, rồi tội thụ này ghê, các bạn sẽ có một cái sự tương tác với một cái người khá là ngốc. Ngốc ở đây là như nào? Họ đang ngốc mà họ cũng còn không chịu tiếp thu nữa cơ. Đó, tức là có nghĩa là cái người này, bạn có nói hoặc là có làm gì đi chăng nữa thì cái người này họ cũng không hiểu, không tiếp nhận được, dạng như vậy. Và ở đây còn nói về việc là bạn đang đi đúng đường ở trên một cái
một cái trong một số những cái lĩnh vực trong cuộc sống của các bạn, bởi vì cuộc sống của bạn sẽ có rất là nhiều lĩnh vực, tình yêu, công việc, sự phát triển cá nhân, gia đình hay là gì đó. Thì ở đây mình thấy rằng là bạn đang đi đúng đường trong một trong số những cái lĩnh vực đó nha. Rồi, và cuối cùng các bạn có một lá bài Family Room. Thì mình thấy được rằng là trong tuần của tuổi số 8 này, bạn sẽ dành khá nhiều thời gian để ở nhà. Có thể là đi làm mà được làm ở nhà này, hoặc là dành khá nhiều thời gian ở nhà, không có đi chơi. Những tuần trước thì đi chơi, nhưng mà cái tuần tụ bài số 8 này thì không chơi gì hết, kiểu như vậy đó. Đó, rồi là hoặc là các bạn đi làm xong các bạn chỉ về nhà thôi, chứ cũng không có đi đâu chơi gì đấy cả, nên thời gian chủ yếu sẽ ở nhà nhá. Rồi, thì đấy là số mấy nhỉ? Số 8, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like, đăng ký kênh của mình nha. Bye.